Mr. BTS xin kính chào quý vị và các bạn. Thiếu tướng Cao Thượng Lương vừa từ trần và trong chương trình hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị các bạn những dấu ấn đặc biệt của thiếu tướng Cao Thượng Lương như một nén hương để tưởng nhớ để vĩnh biệt người tướng của nhân dân Việt Nam. Thiếu tướng Cao Thượng Lương từng là người lính can trường trong thời chống Pháp, từng là một sĩ quan công an vũ trang sắc sảo trong thời chống Mỹ, là vị tướng phó giáo sư tiến sĩ trong thời kỳ đổi mới. Ở bất cứ lĩnh vực nào, ông đều ghi dấu ấn nổi bật được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tặng nhiều huân huy chương cao quý. Năm 1958, từ chiến trường ra, thiếu tướng Cao Thượng Lương được chuyển sang lực lượng công an Vũ Trang đảm nhiệm chức trưởng phòng tuyên huấn. Mới chân ướt chân ráo sang nhận nhiệm vụ, ông đã tham đã được thiếu tướng Phan Trọng Tuệ, thứ trưởng Bộ Công an, tư lệnh kiêm chính ủy Công an Vũ Trang triệu tập lên báo cáo tình hình tư tưởng của toàn lực lượng trong lần báo cáo ấy thiếu tá cao thượng lương đã nêu bật những mặt được chưa được của lực lượng công an vũ trang còn non trẻ đặc biệt ông đã đưa ra một đề xuất mang tầm chiến lược lấy tám câu thơ của bác trong ngày thành lập lực lượng đoàn kết cảnh giác liêm chính kiệm cần hoàn thành nhiệm vụ khắc phục khó khăn dũng cảm trước địch vì nước quên thân trung thành với đảng tận tụy với dân làm tư tưởng chỉ đạo cho hoạt động công tác chính trị của lực lượng công an vũ trang Đồng thời ông đã đề xuất phương hướng lấy đồn làm nhà, biên giới là quê hương, đồng bào dân tộc là anh em ruột thịt. Được Thứ trưởng Phan Trọng Tuệ ủng hộ nhiệt liệt, Thiếu tá Cao Thượng Lương đã cùng toàn thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ trong lực lượng tích cực triển khai tư tưởng chỉ đạo của Hồ Chủ tịch và từng bước thành lập các cục, phòng, ban, các đơn vị báo chí, điện ảnh, đoàn văn công, đội chiếu bóng, bảo tàng, in ấn, mở trường văn hóa để nâng cao kiến thức cho cán bộ, nhất là số cán bộ dân tộc ít người ở các vùng biên giới hẻo lánh. Nhìn lại quá trình trưởng thành của lực lượng biên phòng ngày nay, trên cơ sở thấm nhuần tư tưởng của bác, mới thấy ông là người có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong công tác chính trị à, trong lực lượng vũ trang, có tinh thần chủ động sáng tạo. Năm 1974, ông được phong quân hàm thượng tá, rồi được đề bạt cục trưởng cục chính trị công an vũ trang. Năm 1979, ông được phong hàm đại tá và là bí thư Đảng ủy cục chính trị và ủy viên ban chấp hành Đảng bộ công an Vũ Trang Trung ương này thuộc ban bí thư. Đây là thời kỳ đất nước có nhiều biến động lớn, Bắc Hồ qua đời, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, rồi cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc bùng nổ. Ở góc độ này thì ông đã có nhiều đóng góp quan trọng trực tiếp đi khảo sát biên giới cả Bắc Trung Nam. Viết bài, nói chuyện, lên kế hoạch, báo cáo các cấp lãnh đạo từ lực lượng đến các cấp trung ương, ban bí thư và đã góp phần tích cực trong việc xây dựng hệ thống tổ chức đồn trạm biên phòng trên cả biển đất biển đất liền và theo tư tưởng dựa vào dân của Bác Hồ. Trong một lần xem tập ảnh gia đình, ông vừa giới thiệu nguồn gốc các bức ảnh vừa nói với tôi nhờ những năm tháng công tác ở lực lượng công an vũ trang, cậu có may mắn được nhiều lần trực tiếp làm việc với cố tổng bí thư Trường Chinh, cố thủ tướng Phạm Văn Đồng, riêng với đại tướng Võ Nguyên Giáp cậu còn có hai lần tháp tùng ông đi thị sát các vùng biên giới phía bắc và nam nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng đồn biên phòng ngày càng chính quy hiện đại đáng nhớ nhất là lần được à, cậu được bộ công an giao nhiệm vụ dẫn đoàn à, biên phòng chi viện cho liên khu 5 bao gồm cả tây nguyên vừa giải phóng vào tháng 3 năm 1973 cậu đã cùng anh em vượt nguy hiểm nhanh chóng tiếp quản và xây mới thành công lực lượng biên phòng ở những nơi quân địch mới rút đi, góp phần làm tốt công tác bảo vệ biên giới cho những vùng vừa mới được giải phóng. Năm 1981, khi lực lượng công an vũ trang được chuyển sang Bộ Quốc phòng, thì ông được điều về công tác tại Học viện Quân sự cấp cao, đi học và tốt nghiệp Học viện Quân sự cao cấp khóa 6 và làm trưởng bộ môn, phó ban rồi làm trưởng ban của Học viện. Sau khi tốt nghiệp khóa học thì ông được chọn làm nghiên cứu sinh khoa 1, khóa đầu tiên đào tạo tiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 1989, Ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học quân sự với một đề tài thuộc loại nhạy cảm, khó viết nhưng ông đã vượt qua bằng những phân tích, kiến nghị khoa học sắc sảo được hội đồng chấm luận án đánh giá cao. Giáo sư Phạm Đức Dương, viện trưởng Viện Đông Nam Á lúc ấy đã khẳng định đó là một công trình vừa có tính lý luận cao, vừa có tính thực tiễn cao. Năm 1990 thì ông được phong quân hàm thiếu tướng và năm 1991 ông được phong phó giáo sư và làm tổng biên tập của tạp chí nghệ thuật quân sự Việt Nam cho đến lúc nghỉ hưu vào năm 1998. Thời gian này thì ông là ủy viên của hội đồng chức danh khoa học của học viện, đã tham gia nhiều hội đồng chấm luận án tiến sĩ và tương đương. Ông đã biên tập và làm phản biện nhiều công trình khoa học cấp nhà nước, đặc biệt đã trực tiếp hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh, trong đó có tiến sĩ Tăng Huệ, về sau là trung tướng tư lệnh bộ đội biên phòng. Về phương diện khoa học thì Thiếu tướng Cao Thượng Lương đã viết 3 tập sách trong đó có cuốn Nghệ thuật quân sự, Đối tượng tác chiến, hàng trăm bài báo và trong đó có hàng chục bài viết về Biển Đông và luật biển đăng trên các tạp chí của Đảng, của quân đội và công an. Đánh giá về các bài viết của ông, Đại tá Hoàng Quốc Hiền, Tổng biên tập tạp chí khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng đã viết trong bức thư gửi ông ngày 19 tháng 8 năm 2013. Những bài viết và tư liệu do Thủ trưởng cung cấp được đăng trên các tạp chí khoa học quân sự luôn có giá trị và hàm lượng quân sự cao, có ý nghĩa, giá trị trong nghiên cứu khoa học quân sự và giáo dục quốc phòng. Tạp chí khoa học quân sự khẳng định rằng sự công tác giúp đỡ, ủng hộ của Thủ trưởng trong nhiều năm qua đã góp phần nâng cao chất lượng và uy tín của tạp chí khoa học quân sự. Với khả năng diễn thuyết hấp dẫn ông còn có hàng chục buổi nói chuyện với các đơn vị trong Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các trường đại học và các ban ngành trong cả nước về những vấn đề liên quan đến biên giới quốc gia, tư tưởng Hồ Chí Minh về ổn định lâu dài với biên giới quốc gia, về vai trò quần chúng nhân dân và công tác vận động quần chúng nhân dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của quốc gia. Mới đây, khi biết tôi là cháu của Cao Thượng Lương, bạn tôi nhà văn Phùng Thiên Tân, nguyên giám đốc nhà xuất bản Công an Nhân dân Bộc Bạch, Thời học đại học C500 Nay là học viện an ninh Tôi được nghe ông Lương nói chuyện nhiều lần tại hội trường Ông Lương những năm 70 của thế kỷ trước Là trung tá, đẹp trai, diễn thuyết hùng biển Nghe rất sướng tai à, Ngày đó thì ông Lương là thần tượng của thế hệ tôi đấy Gần 60 năm trong quân ngũ Thiếu tướng Cao Thượng Lương luôn có ý chí vươn lên Không ngừng học hỏi để tự nạp cho mình Những kiến thức sâu rộng và bền vững Ngoài hàng chục lớp học trò do nhà nước tổ chức Ông còn theo học lớp bổ túc văn học hệ đại học của trường đại học tổng hợp tự mình đọc thêm sách về triết học nghệ thuật quân sự trong và ngoài nước về văn hóa nhân loại để phục vụ cho các bài viết và bài nói của mình có giá trị sâu sắc bị xuất huyết não đến lần thứ ba thứ hai không đi không nói được ông đã dũng cảm chiến đấu tập luyện đêm ngày kiên quyết đứng lên và hiện nay đã ngồi vào bàn tiếp tục đọc sách và viết nhiều bài báo phục vụ cho công tác biên phòng của nước nhà mỗi lần lên thăm tôi thấy ông đi liêu siêu với những chiếc gậy không cần sự trợ giúp của ai nữa. thấy ông ngồi cố gắng đối thoại cho dù giọng nói không còn được hoàn chỉnh nữa, nhưng bàn tay cầm bút vẫn quyết liệt lướt trên trang giấy. tôi xúc động đến trào nước mắt. nghị lực phi thường ấy không dễ gì ai cũng có được. sống trung thực thẳng thắn nhân hậu, thiếu tướng cao thượng lương được anh em chiến sĩ và bạn hữu yêu quý tin cậy. với các cấp lãnh đạo, ông luôn thẳng thắn trình bày những ý kiến của của mình nếu như có sự khác biệt, nên bị một số người định kiến, nhưng có sao đâu vì ông biết rõ cá tính khó sửa của mình tôi nhớ có một lần bố tôi từ vinh ra thăm ông à, đêm hai anh em hàn huyên với nhau ông tâm sự mới rồi bộ trưởng trần quốc hoàn có đề nghị em nhận nhiệm vụ làm giám đốc công an hà nội em nói thẳng với bộ trưởng hoàn là em chỉ à, cương được với chứ nhu thì kém lắm mà làm giám đốc công an hà nội cần người giỏi cả cương và nhu vì thế em đề nghị Bộ trưởng Hoàn cho em ở lại công an vũ trang Một đời ông là một đời hoạt động cống hiến và là tấm gương sáng Về sự vươn lên cho thế hệ trẻ nói theo Trên đây là bài viết của Nguyễn Đăng An Đăng trên báo công an nhân dân về thiếu tướng Cao Thượng Lương Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem Thiếu tướng Cao Trọng Lương đã ra đi Và những đóng góp của ông để lại cho nền quân sự cũng như là sự phát triển của đất nước việt nam là vô cùng quý giá trân trọng cảm ơn ông và xin vĩnh biệt người tướng